Thông tin về cậu bé Dương Thủy Tinh, Nguyễn Trọng Tín ở thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, trúng tuyển Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số điểm là 27,75 đã khiến cho bà con lối xóm rất vui mừng và tự hào khi đã từng chứng kiến em Tín vượt qua nỗi đau của bệnh tật để có thể gặt hái được quả ngọt như ngày hôm nay. Với gia đình em Tín thì bước đầu mơ ước trở thành chuyên gia về công nghệ thông tin của cậu con trai đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên thì vẫn còn đó những nỗi lo của cha mẹ trong suốt hành trình 4 năm học đại học của đứa con bệnh tật sẽ như thế nào. Sinh ra trong gia đình có hai anh em, năm 2 tuổi, Nguyễn Trọng Tín phát hiện mắc bệnh xương thủy tinh quái ác. Chân em yếu, liên tục bị gãy. Gia đình nghèo khó, bao nhiêu tiền bạc chạy chữa cho em nhưng đều vô ích và đôi chân em đã bị liệt. Bố mẹ Tín kể lại lúc bé, thấy bạn bè cùng trang lứa được đi học, Tín cũng đòi đi. Lúc đầu gia đình chỉ cho con đi học để con khỏi buồn và biết đọc, biết viết. Nhưng khi thấy con đam mê học thật sự, hai vợ chồng hàng ngày thay nhau đưa Tín đến trường rồi bế con vào tận lớp trong suốt hơn chục năm qua. Không phụ lòng cha mẹ, dù đau đớn vì bệnh tật, hàng chục lần gãy tay gãy chân phải nhập viện, nhưng Tín vẫn quyết tâm theo học đến cùng. Cũng giống như bọn thì anh cũng nhiều lúc khi mà đi học thì gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lúc rất là chán nản, nhưng mà nói chung là em thì chỉ còn một đường như rửa thôi, em cũng hết đường rồi. Nhiều lúc như rửa thì chỉ là cố gắng thôi, học tốt nhất có thể thôi. Có thể là sau này lớn lên sẽ hiểu biết nhiều hơn, thì lúc đó em sẽ biết em sẽ làm gì. Gia đình khó khăn, mẹ Tín làm nghề bánh tráng. Bố Tín ngoài những lúc đưa đón Tín đi học thì làm thuê kiếm đồng ra đồng vào. Khó khăn là vậy, nhưng anh chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học mà quyết cùng con chinh phục mọi gian khó. Từ ngày biết điểm thi của Tín, gia đình và làng xóm ai cũng vui mừng nhưng cũng canh cánh nỗi lo. Cũ nhạc mà từ thấy công mình nó đỡ hạt là cái năng lực của hắn đỡ rứt rồi thì thấy cái ti rồi cũng mừng rồi, nghĩ cái khổ cực rồi cũng vượt qua hết trơn đó. Thì từ đó thấy công mình đó là nghĩ là hầu nó đa khổ rồi mà cái ti trận cũng vươn lên thì thấy tâm hồn thì trận thoải mái hơn hồi xưa rồi. Lo cái cảnh mà mỗi lần nghĩ đến cái ướt nước mắt khác cái hắn kèo mó từ mó cứ đừng có suy nghĩ như hầu nữ nữa, con đi là mó cứ mạnh dọn lên chứ mó đừng có nghĩ rứa khóc, mà hầu mua hắn cũng khuyên rứa hết trơn cái thầu cứ nghĩ mà mê mốc đây là bố hắn đem đi hạt rồi thì ở nhà mình thì thấy chắc cũng nhớ con rồi nghĩ rứa. Thì hôm nay thì tôi cũng để thấy là sau 12 năm học thì sự vất vả của tôi á, tức là không trả lời đến hôm nay là cháu thi được điểm cao thì tôi cũng rất là vừa làm với cái học của hắn. Nhưng mà trong tương lai thì tôi cũng thấy rất là khổ, tại vì trừ á, đó cho ông học đạo rồi mà nếu giả sử như mà không cho đi học thì cũng không được, mà cho đi học thì cũng vất vả nữa, tại vì còn 4 năm học ở trong Sài Gòn thì không biết gia đình đang tính ra đây. Chia tay chàng tân sinh viên giàu nghị lực, chúng tôi hình dung được những khó khăn vất vả mà Tín đang và sẽ gặp phải trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Nhưng nhìn sự quyết tâm trong đôi mắt của cậu bé Dương Thủy Tinh ấy thì chúng tôi tin chắc rằng thành công sẽ chờ đợi em vào một ngày không xa.